Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hôm nay mình mới nhận được một cái laptop và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay bàn phím laptop ha. Như các bạn đã biết thì đối với cái máy Sony này thì bàn phím này nó đã bị liệt rồi, thì còn cách duy nhất là chúng ta phải thay bàn phím mới ha. Chúng ta sẽ thay bàn phím này. Đây là cái bàn phím mới của nó đây. Thì trước tiên các bạn cần phải có tool, tức là dụng cụ để mở cái máy tính này ra. Thì chúng ta cần có một cái trục vít như thế này à, và một cái kẹp. Ok, thì đây là chỉ cần dụng cụ, nó chỉ cần trục vít và cái nhíp này là chúng ta có thể mở và thay thế cái bàn phím rồi. Thì trước tiên các bạn làm gì? Trước tiên thì các bạn sẽ một mẹo mình sẽ chỉ cho các bạn để các bạn mở chính xác những cái con ốc nằm ở trên bàn phím mà các bạn không có mở linh tinh lăn tan, vừa tốn thời gian và mà vừa nếu mà khách hàng nó nhìn mình thay bàn phím á, thì nó sẽ đánh giá mình là trình độ yếu kém, không biết con ốc, không biết xác định ốc của bàn phím nó nằm ở chỗ nào. Thì như các bạn thấy ở đây mình có cái bàn phím mới là như vậy. Thì các bạn để ý nè, ở đây nó có hai con ốc, thì mình xác định được cái máy laptop này nó chỉ có hai con ốc này để cố định vào cái laptop, thì chúng ta chỉ cần ướm thử và mở đúng hai con này mà thôi nha. Nè, đừng ướm thử nè, đó thì lật lên thì xác, thì các bạn coi nè, một con ốc nằm đây và một ốc nằm đây. Ok, đó là cách cho chúng ta xác định ốc để chúng ta thay thế bàn phím cho một cách chuyên nghiệp. Thì bây giờ các bạn ấp cái bàn phím laptop, ấp cái laptop xuống, và việc đầu tiên các bạn phải rút nguồn adapter ra nếu như các bạn đang ghim, và việc thứ hai là các bạn tháo pin ra ha, để tránh va chạm. Đó là nguyên tắc trước khi sửa laptop rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo. Thì hồi nãy các bạn đã xác định hai con ốc của cái bàn phím laptop nằm ở đâu. Thì nãy mình ướm lên đó, thì mình sẽ nhìn ở đây nè, hai con nằm giữa đúng không, thì mình chắc là con này với con này rồi đúng không. Các bạn quan sát hết mặt cái laptop nè, nãy mình ướm thử và mình định hướng là hai con này nè đúng không, chắc rồi, tại vì con này không phải, con này là ốc của nắp RAM rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở ha. Một con bỏ đây và con thứ hai nằm đây, tại vì hồi nãy mình xác định nó trên phím là nó có hai con nằm sát nhau rồi. Ok, như vậy mình đã mở xong ốc của laptop. Bây giờ chúng ta sẽ lật cái laptop này lên và mở nó ra. Với laptop thì các bạn nên cẩn thận một chút nha, nhẹ nhàng. Rồi ok, thì việc tiếp theo thì các bạn chỉ cần dùng cái nhíp này, các bạn nạy laptop lên ha. Nói chung là các bạn nạy một cách là nạy một cách sao cho nó khéo, cho khỏi bị trầy laptop của người ta nha. Người trầy cái là người ta chửi thấy bà luôn á. Rồi sau khi các bạn nạy mà nó có mối rồi thì các bạn sẽ dùng tay hoặc là móng tay các bạn cạy laptop lên, cạy bàn phím lên, để tránh cái tình trạng chúng ta dùng nhíp nhiều quá thì nó sẽ làm gây tổn hại đến cái laptop, vì nhựa này là chỉ cần cái nhíp của chúng ta vô thì nó sẽ biến dạng và khách nó sẽ bắt đời ha. Và nạy từ từ lên. Thì đối với cái laptop này thì các bạn nạy ở trên mà chúng và nó cái ngàm nó ở dưới đây, thì các bạn nạy xong ở trên thì các bạn kéo lên, kéo vậy ha, kéo dây lên rồi lật ngửa nó lên đó, thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái dây cáp ha. Đây là dây cáp của bàn phím laptop này nha. Thì chút tiếp theo thì các bạn sẽ dùng nhíp, các bạn đẩy cái ngàm này ra một bên, hai bên, và chúng ta lấy cái bàn phím này ra. Ok, rất là đơn giản phải không các bạn. Nè, đây là bàn phím chúng ta đã lấy ra rồi, dẹp qua một bên và chúng ta lắp bàn phím mới vô. Thì lấy ra như thế nào và lắp như thế đó.
Thì trước cái lốc thì các bạn phải dùng nhíp kéo cái ngàm ra nha, kéo ngàm ra. Đó, kéo ngàm cho nó dính như vậy nè. Dính lên và các bạn để dây cáp vô nha. Mình ok, đây là cái phần hoàn thiện của mình ha. Sau khi mình kéo ngàm mình ra, kéo ngàm ra và đút cáp vô và các bạn đẩy nó mạnh vô là nó ăn vô cái khớp của nó liền ha, rất là đơn giản. Đó, đây là cái phần sản phẩm. Rồi ok, thì tiếp theo để các bạn chắc ăn thì chúng ta sẽ dùng một cái loại băng keo. Chúng ta sẽ dán cái này lại ha. Băng keo này hết ăn rồi, mình sẽ cắt một loại băng keo qua. Mình sẽ đi lấy một cái loại băng keo keo giấy nha, đợi mà chút. Ok, đây là một cái băng keo giấy mình đã dán ha. Vì trong này là cái mặt mặt hậu không phải mặt tiền nên các bạn sẽ dán thoải mái ha, không cần thẩm mỹ đâu. Đây là keo giấy ha. Keo giấy rất rẻ, nhà sách ra nhà sách mua thì rất là không có mấy ngàn cuộn à nha. Thì sau khi dán xong rồi thì các bạn gắn vào y cũ thôi, rất là đơn giản. Gắn cái ngàm, đẩy ngàm vô. Ngàm vô. Rồi, đè nó xuống. Rồi. Sau khi các bạn đè đều bốn phía cho ngạp nó ăn vô hết thì chúng ta sẽ tiến hành đẩy cái lắp lại ha, và tiến hành vặn và góc vào cho nó chắc chắn ha. Tiến hành lắp hàng ốc nãy vô một con, hai con, rồi vặn nó vô. Thì các bạn vặn khi nào mà cảm thấy nó hơi vừa tay thôi, các bạn để đó ha, vặn tiếp câu thứ hai ha. Câu thứ hai các bạn cũng phải làm như vậy, vặn vừa tay thôi các bạn để đó, rồi tiếp tục trở lại câu thứ nhất, các bạn vặn chặt vô câu thứ hai, các bạn chặt vô. Ok, sẵn thì rảnh rảnh thì làm mấy con ốc xung quanh cho người ta luôn, cho nó chắc cái máy tính của người ta. Rảnh thì làm, thích thì thôi, khó làm cũng được. Để sau khi ấy xong rồi hư tiếp, người ta tới đây người ta đem tới cho mình sửa tiếp, đúng không? Cái máy này ốc nó bị rơ hết rồi sao á. Ở đây đéo góc luôn. Đây có ốc này sao nó lỏng phẹt cả ta. Ok, sau khi vặn xong thì các bạn lắp pin vô và tiến hành test ha. Lắp pin vô. Lắp pin vô. Rồi ok, các bạn test. Ok, mở lên. Nút nguồn. Wow, bàn phím mới VL. Rồi, đang lên. Rồi xong. Rồi xong, các bạn mở lên. W V
rồi cái bàn test bàn phím. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn thay các bàn phím laptop. Chính xác là bàn phím laptop Sony VO VBC VBC EB42FM. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.